Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức mới. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong ngày hôm nay. Hậu ly hôn, Lệ Quyên liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với người mẫu Lâm Bạc Châu. Cả hai từng 47-49 lần lộ hình yêu đương nhưng vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Vừa qua, Lâm Bảo Châu gây xôn xao khắp mạng xã hội khi bất ngờ tung ảnh đi thử đồ cưới, còn ẩn ý chuyện sắp làm chú rể. Lâm Bảo Châu viết, rồi mai anh lại là chú rể. Netizen dần dần đặt ra nghi vấn về chuyện hôn lễ giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Thậm chí, đích thân tình trẻ tin đồn của Lệ Quyên còn dặn một người bạn trên mạng xã hội nhớ tới dự đám cưới của mình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Lâm Bảo Châu chỉ đang đi làm người mẫu chụp ảnh cưới. Thực hư thông tin này ra sao, khán giả vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ phía Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đồng loạt có động thái khiến netizen nghi ngờ khi cả hai công khai thể hiện tình cảm. Cụ thể, Lệ Quyên vừa tung ảnh ngồi trong khoang hạng sang của máy bay thì ít phút sau, người tình tin đồn cũng đăng tải khoảnh khắc với bối cảnh hoàn toàn trùng khớp. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu còn chia sẻ, có hai yếu tố quan trọng giúp bạn thông thái, đó là sách và những người bạn gặp. Ngay sau đó, Lệ Quyên đã ấn thả tim cho người tình tin đồn. Mặc dù không xuất hiện chung khung hình, tuy nhiên hình này đã khiến netizen đặt nghi vấn, có lẽ cả hai đang đồng hành cùng nhau trong một chuyến đi. Hiện tại, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chưa có động thái phản hồi về nghi vấn này. Lệ Quyên khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi thông báo cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ đã chính thức tan vỡ. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng cũ Đức Huy ly hôn thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức. Nữ ca sĩ liên tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đen trắng kèm theo dòng trạng thái khẳng định cô đã từng khóc rất nhiều. Thậm chí, Lệ Quyên còn liên tục trách móc một ai đó đã bắt cô phải vất vả hy sinh vì nhiều thứ. Bà đang ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, có nhiều tài khoản đã liên tục để lại bình luận an ủi cô về cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngoài ra, cũng có vài ý kiến khẳng định đây chỉ là những lời nói vu vơ. Fan cũng để lại bình luận an ủi và nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ của Lệ Quyên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.